Hi, xin chào mọi người. Bài hôm nay nói về kỹ thuật tái sử dụng các cái diễn hoạt bằng marker. Đây là file Photoshop mình đã dàn sẵn các cái layer được tách rời để diễn hoạt khẩu súng thụt vào trong, phóng hỏa tiễn, bắn đại bác. Đầu tiên, import file Photoshop. Tiếp theo mình sắp xếp thứ tự các layer và recompose các cái bộ phận. Mình đặt tên là Thăng. Trong này chúng ta sẽ thiết lập các cái diễn hoạt. Diễn hoạt đầu tiên là bắn đại bác. Cái khẩu đại bác này nó sẽ thụt cái đầu nó vô. Ta chỉ việc keyframe position. Chú ý mình sẽ tạo một cái null đặt tên là marker. Thì ở đây các bạn nhớ là đặt tên là marker. Để tạo marker, ta vào layer marker, add marker. Tóm tắt là ta bấm dấu hoa thị. Ở đây mình đặt tên cho cái hành động này là canon, viết tắt là chữ C, là hành động mà diễn hoạt bắn đại bác. Tương tự, ta tạo hành động tiếp theo là bắn machine gun. Ta cũng keyframe position. Copy and paste. Revert keyframe. Bấm hoa thị, tạo đánh dấu. Đặt tên là Tourette, viết tắt là chữ T. Hành động cuối cùng là phóng hỏa tiễn, tương tự keyframe position and rotation. Hành động phóng hỏa tiễn là rocket, mình viết tắt là R. Ok, như vậy là chúng ta đã thiết lập được 3 hành động. Nhớ là cả 3 hành động này không lặp lên nhau. Hành động thứ nhất kết thúc rồi mới đến hành động thứ hai và thứ ba. Ở đây mình đã thiết lập sẵn phần bánh xe lăn theo position của xe. Phần này mình có thể coi ở cuối clip. Phần này nó ngoài lề một chút. Đoạn code này mình copy từ phần miêu tả của một video Trigger Using Marker trên YouTube. Link này mình cũng đính kèm trong phần miêu tả luôn để các bạn tiện copy. Ta enable time remap and paste cái đoạn code vừa copy được. Lúc này á vẫn chưa có diễn hoạt nào được kích hoạt. Thì để kích hoạt được nó, ta phải tạo các cái marker. Phải đặt đúng cái tên mà mình đã thiết lập sẵn ở bên trong. Ví dụ như là error là phóng rocket. Ta cứ gọi bất kỳ những cái hành động mà mình đã thiết lập sẵn thì các cái hoạt động này sẽ được kích hoạt khi cái timeline đọc tới phần marker có cái tên trùng khớp. Với cách làm này á, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi phải diễn hoạt với các hành động lặp đi lặp lại. Giờ mình sẽ thêm các cái hiệu ứng khói lửa bằng bộ công cụ RTFX. Bộ công cụ này các bạn có thể tìm search để download và cài đặt. Đơn giản,
ta chỉ việc đặt các hiệu ứng này vào thời điểm xuất hiện của các marker. Như vậy là với thủ thuật này, update lại các diễn hoạt khá là đơn giản và cái timeline trigger animation vẫn được giữ nguyên. Phần 2 này chúng ta sẽ trở về với toán lớp 5 là tính chu vi hình tròn, từ đó sẽ tạo ra được khoảng cách mà bánh xe lăn. Mình tạo một text layer để hiển thị các cái thông số. Để tìm được đường kính của bánh xe, ta bắt đầu viết expression vào phần sụt text của text layer. Gõ sụt drag at time chấm width. Vậy đường kính của bánh xe chính là 142 pixel. Phần trình bày văn bản mình sẽ tua nhanh. Có một vấn đề là khi ta scale bé cái bánh xe lại thì đường kính nó vẫn là 142. Như vậy chưa đúng. Để đúng thì ta cần phải nhân với lại cái phần scale này để được cái đường kính mới. Như vậy là 142 nhân cho 57 chia đi 100, ta được 82. Đường kính mới là 82 với scale là 57%. Làm tròn số với hàm map.round. Giờ ta có thể thấy được đường kính thay đổi dựa theo sự thay đổi của scale. Để tìm chu vi của bánh xe, ta có công thức đường kính nhân cho 3,14 là nhân với số pi. Trong expression, chúng ta viết số pi là max.pi. Quãng đường dài nhất mà chiếc xe có thể đi được là trong cái composition này là 1920. Như vậy ta sẽ có 1920 nhân cho 360 chia cho UV sẽ ra được số vòng xoay của bánh xe. Và cái tọa độ chiều ngang 1920 đó chính là tọa độ trục hoành X của phần thân xe. Như vậy là khi ta di chuyển phần position X của bánh xe, cái độ xoay của nó được cập nhật. Nhưng mà hiện tại bánh xe không có xoay là bởi vì expression ta đang viết trên sụt text. Bây giờ ta sẽ copy phần expression này vào thuộc tính rotation của bánh xe. Ta dùng hàm linear là hàm tam suất tỷ lệ thuận. Khi x đi từ 0 tới 1920 thì bánh xe sẽ xoay tỷ lệ. Tiếp theo ta gắn bánh xe vào phần thân xe. Bây giờ thì ta chỉ còn việc nhân đôi các cái bánh xe lên, tăng giảm kích thước và set các cái bánh xe này làm con của phần thân xe. Thay đổi expression một chút, thay vì x là tọa độ của bánh xe thì bây giờ x sẽ là tọa độ position của thân xe. Copy phần expression của bánh xe đã thay đổi, cập nhật cho các bánh xe còn lại. Ta cho phần thân xe làm con của phần bánh xe. Keyframe position F9 Easy Ease. Tạo hiệu ứng xe rung mô phỏng khi động cơ chạy. Di chuyển phần tâm lùi xuống dưới, dùng loop out ping pong để hành động lặp lại liên tục. Ok, như vậy là bài hướng dẫn đến đây là kết thúc.
xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần tới.